Vâng, lần đầu tiên cho Biển Xanh gửi đến anh chị em cô chú lời chào trân trọng và yêu thương nhất. Hôm nay, Biển Xanh xin kính tặng quý vị khán giả một bài thơ với giai điệu dân ca Bài Chòi với tựa đề được mang tên Bề Dày Tạo Nghiệp của Lâm Tùng Dê. Sau đây mời quý vị thưởng thức qua phần diễn đọc của Biển Xanh sau đây. Chòi quan sứ sở Cần Thơ, tùng vân nhồi hoa văn tơ bảy tình. Heo tráng độc có một mình, cùng bốn góa phụ nhiệt tình sinh con. Tùng vân lúc đó rất ngon, ông ta phối giống sinh con một bầy. Rất nhiều gái góa tới đây, tình tiền dân tặng cho thầy gia tu. Ở đây tu đạo tu mu, thầy chẳng dắt những kẻ ngu người đần. Đứng đầu giáo chủ Tùng Vân, một ông dâm dục nhiều lần nhồi con. Luân thường đạo lý không còn, ông ta vết mang cả con ruột mình. Thật buồn đáng sợ và khinh, Tùng Vân nhồi qua em mình Thu Vân. Em chết anh cướp cả phần, thiền ám đông đúc mạnh dần từ đây. Không tu nhưng thích làm thầy, hành khất xin hết nơi này nơi kia. Tối ngày nhậu nhẹt rượu bia, đâu có gái gó ông tia về liền. Lừa tình cho đến lừa tiền, lừa đảo bại lộ chính quyền đuổi đi. Về Thánh Đức mở trại cô nhi, vài năm lại lộ chuyện đi Đức Hòa. Về đó ông tự vẽ ra, thiền am vũ trụ có hoa u đàm. Viết ra kinh sách siêu phàm, cao đầu sạch tóc để làm giả tu. Chẳng dắt tất cả phần ngu, đi vào động đế để tu nhồi bồng. Thiền am một nữ một phòng, tối tu phòng mẹ đêm vòng phòng con. Tùng vân nhồi quá rất ngon, thử mau kết luận toàn con của mình.